What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Mình là Boss đây. Thì hôm nay mình sẽ cùng mở hộp cho anh em một con bàn phím mới về. Và cái con này là một trong những cái con bàn phím mà mình thấy nó có nhiều chế độ LED. Không những là LED ở phía trên bàn phím mà còn cả LED viền nữa. Đó, các bạn có thể thấy đây. Đó, một điều rất là đặc biệt và ít có phím nào mà thể hiện được như vậy. Ok, không nói nhiều nữa, mình sẽ cùng đi vào đánh giá chi tiết em này nhá. Ok, các bạn có thể nhìn thấy là cái hộp của nó với tông chủ đạo là màu đen và màu cam. Đó, cái phím này là của hàng Teamwork, thế thôi. Và nói chung về cái hộp thì chúng ta cũng không nên nói quá nhiều. Chỉ biết là một cái hộp đựng phím mà nó có rất là nhiều chi tiết xung quanh, chứ là cái bàn phím như thế nào thôi. Cho nên mình sẽ bỏ qua phần giới thiệu cái hộp này. Rườm rà, không có tác dụng gì nhiều. Hộp nên về một bước thôi chứ làm gì đâu. Ok, mở hộp ra thì chúng ta sẽ có phía bên trong là hai cái tấm đệm mút khá là dày ở bên đây. Ở giữa là sẽ có một chiếc bàn phím được bọc kỹ trong cái lớp mút. Đó. Cái lớp này cũng, cái hộp này cũng rất là dày, mượt mà. Đó. Ở phía bên trong này chúng ta sẽ còn gì nữa không nhỉ? Còn một cuốn cửa vơm chân kinh hoặc là giấy chùi vệ sinh. Và cái này cũng khá là hữu dụng. Một cái nhỏ cây cáp nhỏ bằng nhựa. Cái này cũng không có gì nhiều hơn. Ok, là thẳng luôn cái bàn phím. Quay trở lại với lại nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là một anh bàn phím cực kỳ nam tính màu đen, đen thui thui. Ngoài cái logo của nó là được bằng kim loại. Đây, cái này nó sẽ bọc lại cho đỡ xước thôi. Chứ cái logo này của nó là bằng màu bạc luôn nhá. Thôi, mình khỏi lột ra đi. Đó. Thì các bạn có thể thấy thiết kế của nó đằng trước khá là đơn giản, không có gì nhiều. Mà nó là một cái layout chuẩn thì mình có thể sử dụng để mà thay keycap rất là dễ dàng. Phía bên hông này chúng ta sẽ có một cái dải kim loại. Đó, và ở trên này có khắc cái chữ Teamwork, khắc là dê, nhìn rất là đẹp. Đó, bên này cũng vậy tương tự nhưng mà không có logo thôi, nó cũng bằng kim loại luôn. Phông chữ của em này thì mình đánh giá cao, cái phông chữ của nó là cái phông chữ rất là nhỏ nhắn và xinh xắn. Cái phông chữ này thì nó không có thô và đủ để cho các bạn có thể nhìn thấy LED xuyên qua, rất là đẹp. Và cái phông chữ này là thuộc dạng phông chữ quốc tế, thế nên là các bạn yên tâm là nó sẽ không nhìn thấy giống các cái bàn phím cơ tàu khựa khác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy cái bề mặt của nó sẽ là bằng bề mặt bằng kim loại luôn, rất là chắc chắn. Và cái bề mặt này thì nó sẽ có vát CNC ở hai cái đường viền như thế này và vát sâu xuống đấy. Tuy nhiên thì mình thấy có một cái điểm trừ khá là lớn là những cái con ốc này làm nổi trên bề mặt khá là to, lại là ốc màu trắng nữa, cho nên các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng những cái con ốc này. Nếu như mà nó là màu đen thì nó cũng đỡ, nhưng mà màu trắng thì nhìn nó hơi thô đấy. Và phía trên này chúng ta sẽ có một cái cụm dây cáp bằng bọc dù luôn, rất là chắc chắn. Đây, bọc dù cứng cáp. Những cái dây cáp này thì các bạn yên tâm là sử dụng nó khó, rất là khó bị đứt và cũng như là rất khó đốt. Ngoài ra thì chúng ta sẽ vẫn có cái chống nhiễu USB và có một cái đầu USB màu vàng luôn. Đây, một cái đầu USB màu vàng rất là đẹp. Rồi về mặt sau thì sao? Chúng ta sẽ bật ra mặt tiếp như thế nào nhé. Cái bàn phím này thì ở mặt sau chúng ta sẽ vẫn có cái logo Teamwork ở đây và sẽ có hai cái lẫy nâng hạ độ cao của phím. Ở phía chân lẫy này thì nó không có được bọc cao su. Đây là một cái điểm trừ khá là lớn, nếu như mà để bằng chân nhựa này, để các bạn để ở trên bề mặt trơn thì nó sẽ vẫn có thể bị di dịch được. Và đây thì chúng ta sẽ có hai cái đệm cao su phía dưới này, đơn giản vậy thôi. Có một điều đặc biệt của con bàn phím này nữa là nó nằm ở phía bên cạnh bên này. Thì ở phía cạnh bên này chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái dải LED. Đây, một cái dải nhựa trong suốt. Cái dải này thì chính là để cho LED của nó xuyên qua, rất là đẹp ở phía này. Và nó còn được làm vân vân nữa. Thì cái dải này chính là làm cho nó hầm hố hơn nữa khi mà LED xuyên qua, rất là đẹp. Tí nữa mình sẽ cho các bạn cùng coi. Đi sâu vào cái hiệu năng của em này thì nó đang sử dụng đó là Blue Switch của hãng Otemu, một trong những cái switch mà mình đánh giá khá là cao trong những cái dòng switch đến từ Trung Quốc. Chỉ có mỗi Cherry thì là đến từ Đức thì nó không nói làm gì rồi. Những cái dòng đến từ Trung Quốc thì dòng Otemu này cũng khá là tốt, gõ cũng nghe tiếng rất là to. Keycap của em này thì ngoài cái phông chữ là phông chữ quốc tế ra thì nó vẫn được làm double shot, tuy nhiên thì vẫn chỉ là như ABS thôi. Dòng như ABS thì nó sẽ nhanh bóng theo thời gian, nếu mà mình sử dụng lâu thì nó sẽ bóng nhảy lên, rất là dễ nhìn thấy cái mồ hôi vân tay của mình. Nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn hãy mua một bộ keycap PPT, xài nó sẽ sướng hơn.
gõ nó cũng sướng hơn nữa. Rồi nhìn về trên bàn phím thì chúng ta vẫn sẽ thấy có các cái ký tự ở đây, thì đây chính là các cái ký tự để điều chỉnh phím multimedia. Ở bên đây thì sẽ có một nguyên một dàn để chỉnh led, và ở đây cũng vậy, ở đây cũng là chỉnh led. Ở đây là các cái chế độ tùy chỉnh của mình, và riêng nút F9 này sẽ là cái nút tùy chỉnh led chính trên bàn phím. Về hệ thống led của em này thì sẽ là led RGB, và cái dòng led RGB của em này cũng khá là đẹp. Tuy nhiên thì cái đặc biệt không phải đến từ cái led RGB trên bàn phím này, mà chính là led RGB từ hai phía hai viền bên đây. Rồi bây giờ mình sẽ cùng đi vào cái chế độ led của em này, mà riêng về cái chế độ led trên bàn phím thì mình sẽ đi quay nhanh qua cho các bạn cùng coi. Còn mình sẽ nói rõ hơn về cái chế độ led ở phía hai dải hai bên này của em này. Ok, let's go. Đây là chiếc bàn phím sau khi mà mình đã tắt đèn đi và cho nó cắm vào trong cái PC thì nó cực kỳ sáng luôn, rất là đẹp. Một phần là cũng là do cái phòng của mình tắt hết điện cho nên là các bạn có thể thấy là nó sáng hơn rất là nhiều so với bình thường. Rồi các bạn có thể nhìn thấy cái dải đèn led RGB ở đây rất là quen thuộc. Mình sẽ cùng hướng dẫn sơ qua cho các bạn cách chỉnh led nhé. Thì cái này muốn đổi chế độ led thì các bạn ấn Fn và F9. Thì nó cũng có rất là nhiều chế độ led, và nếu mà các bạn muốn đổi màu thì Fn cộng với lại nút lên hoặc nút xuống để mình đổi màu. Đấy, nó sẽ cho phép mình đổi sang một màu hoặc là màu RGB, cũng tùy chế độ thôi nha các bạn. Ngoài ra thì mình cũng có thể đổi chiều bằng Fn qua với Fn lại, qua trái hoặc qua phải đấy, hoặc là mình có thể tăng giảm độ sáng bằng Fn cộng pay up hoặc là pay down. Đó, rất là đơn giản. Ok, bây giờ mình sẽ quay tua nhanh qua các cái chế độ led của em này nhé. Ok, như vậy là mình đã trải nghiệm xong cái chế độ led của em này, nó là cực kỳ đẹp và có rất là nhiều chế độ. Đó là chưa các cái kể các cái chế độ mà mình tùy chỉnh từ Fn1 đến Fn5 nữa. Đó, cái đó thì cũng khá là đơn giản thôi, mình ấn Fn1 và ấn ESC. Khi nào mà có ba cái đèn led này nó nhấp nháy thì mình có thể tùy chỉnh được thành bất kỳ màu nào của bất kỳ phím nào, sáng hoặc tối. Đó, sau khi xong thì chúng ta ấn Fn ESC lần nữa để lưu lại, thế thôi, rất là đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái phần đặc biệt nhất của em này, đó chính là cái phần led viền đây. Đó, các bạn có thể nhìn thấy về cái chế độ mặc định của nó sẽ là led viền RGB, nó chạy RGB. Các bạn có thể nhìn thấy rõ ở dưới cái tấm nền thì nó sẽ phản chiếu ánh sáng xuống, các bạn nhìn rõ hơn. Bây giờ mình sẽ cùng nói về các cái chế độ của con đèn led viền nhé. Rồi, mình đã quay camera lại gần hơn về cái led viền. Thì nếu như mà các bạn muốn đổi chế độ của led viền thì các bạn ấn Fn cộng với lại nút insert. Nút insert ở phía bên pay up pay down đó nhé. Đó, bây giờ mình đang đổi sang chế độ đó là nó sẽ chạy từ trên xuống dưới và đổi màu. Đấy. Chế độ tiếp theo sẽ là cái chế độ chớp tắt. Đó. Rất là đẹp, RGB luôn. Đó, tiếp theo sẽ là chế độ tắt led. Các bạn sẽ không thấy gì hết. Chế độ này sẽ là sáng ngẫu nhiên, nó sẽ sáng ngẫu nhiên. Chế độ này cũng là dạng sóng nhưng mà nó sẽ kiểu dạng sóng hơi ngẫu nhiên một chút. Đây là chế độ led một màu. Chế độ này sẽ là chế độ neon, tức là cái chế độ nó sẽ tự động đổi màu. Đấy, nó sẽ đổi màu từ từ thôi chứ không có nhanh. Và chúng ta sẽ quay lại đó là chế độ waving led RGB như ban đầu. Thì ở đây chúng ta nếu như mà muốn chỉnh màu thì chúng ta sẽ ấn Fn cộng với lại nút Screen, tức là nút chụp hình đó. Ví dụ như ở chế độ này thì chúng ta có thể để chế độ led rainbow hoặc là mình có thể để chế độ một màu, mình đổi màu được. Đó, đây là cái chế độ nó sẽ nhảy sáng ngẫu nhiên, còn nếu không mình có thể để một màu được, rất là đơn giản thôi. Cũng tương tự như các cái chế độ khác cũng vậy thôi, led một màu thì mình cũng có thể đổi được tinting vân vân. Đó, rất là đẹp, mình rất thích những cái chế độ led viền của em này, nó là cực kỳ độc đáo. Để mình hướng camera xuống phía dưới này để cho các bạn có thể nhìn thấy cái phần led của em này sau khi mà mình nhìn ở phía từ bên phía bên ngang sang, nhìn các cái sọc của nó nhìn rất là gấu.
Đó, các bạn có thể nhìn thấy được là cái dải đèn của nó có các cái sọc dọc dọc cầu dọc xuống, nhìn rất là hầm hố luôn, nhìn rất là đẹp, và đặc biệt là trong ban đêm thì nó nhìn nó rõ ràng hơn và nổi bật. Đấy, đấy là cái điểm đặc biệt của con này thôi, và mình thấy chỉ có duy nhất em này là có nhiều chế độ LED bên hông như thế này nhất thôi từ trước đến giờ luôn đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần khác, đó là phần đánh giá cái hiệu năng gõ của em này. À, như các bạn đã thấy là cái đèn LED của em này nếu mà bật đèn phòng mát sáng thì cái đèn LED của nó không được nổi bật cho lắm, cũng như các cái bàn phím cơ RGB mà LED nằm phía dưới này thì nó sẽ không được nổi bật ra lắm. Đấy, các bạn đã thấy thì các bạn lưu ý là cái độ sáng của em này không có phải là thuộc dạng sáng lóa nhá. Đấy, và cái con này đang sử dụng đó là Blue Switch, cho nên sẽ là có tiếng gõ click key khá là to. Rồi, mình đã chuyển cái mic của mình tới gần chiếc bàn phím rồi. Bây giờ mình sẽ cùng gõ một đoạn cho các bạn anh em xem nhé. Đó, các bạn có thể thấy cái tiếng gõ của nó nghe rất là tan đanh, nghe tiếng của nó rất là điếc tai. Nếu như mà các bạn không quen gõ ồn thì nghe con này nó sẽ hơi to một chút đấy. Tuy nhiên cái về cái hoàn thiện keycap của em này khi gõ thì cũng khá là tốt, với các cái keycap thì không có bị lung lay nhiều, và đồng thời tiếng gõ cũng không có phát ra như kiểu tiếng lò xo bị trùng đấy, rất là chắc chắn. Ngoài ra về cái lực bấm của em này thì thuộc dạng trung bình thôi, Otemu mà, nó thuộc dạng trung bình, không quá nặng cũng không quá nhẹ. Và để thích hợp với những cái bạn nào mà chơi game mà lúc mới bắt đầu sử dụng phím cơ thì tốt nhất sử dụng Blue Switch, gõ vừa có cảm giác cơ học mà vừa có nghe được tiếng rất là đã đời. Ok, đấy là những cái mà mình đánh giá sơ qua về chiếc em bàn phím này. Nếu như mà các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại comment nhé. Thì con bàn phím này là con Teamwork như các bạn thấy, X61 RGB, rất là đẹp. Về cái điểm cộng của em này thì mình sẽ thấy đó là bộ keycap đầu tiên sẽ là cái phông chữ rất là đẹp, keycap cũng đẹp chuẩn, mình dễ thay sử dụng chơi keycap. Và thứ hai là hệ thống đèn LED RGB cực đẹp, và nếu mà tính cả cái đèn LED viền RGB này thì phải nói là quá trời chế độ luôn, không thể nào xài hết được. Thứ ba là cái hệ thống bui của nó phải nói là rất là chắc chắn và cũng khá là mới lạ, nhìn nó hầm hố và rất là nam tính. Rồi, vậy điểm trừ của em này là gì? Điểm trừ thì nó vẫn đang sử dụng là cây cáp ABS và nó sẽ chắc chắn là nó sẽ bị bóng theo thời gian sử dụng. Và tiếp theo và cái điểm trừ nữa đó chính là cái đèn LED của nó không thuộc dạng quá sáng, tại vì LED của nó là LED chìm mà thôi. Còn cái nào nữa nhỉ? Ngoài ra thì nó có cái logo ở đây nó hơi vô duyên. Nói chung là cái chữ này nó không đẹp tí nào cả. Nếu mà được phép thì mình cũng xin được bỏ luôn, cũng như là mấy cái đốc này. Đó, về còn giá cả của nó thì em này chỉ chưa đến 900 ngàn, quá tuyệt vời. Đấy, nếu mà các bạn muốn mua thì mình để lại link ở phía dưới phần mô tả nhé, thì đều có link hết. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu mà thấy hay thì nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. À quên, mình đã quay trở lại rồi đây. Thì nếu như mà các bạn muốn xem các video mà mình review về chiếc bàn phím ở shop mình thì các bạn có thể click vào bên tay trái hoặc là click vào bên tay phải bên đây. Còn nếu như các bạn chưa đăng ký kênh của mình thì các bạn có thể click vào giữa ngay đây để mình đăng ký xem các cái video mới nhất nhé. À, nhớ bấm chuông đấy. Ok, bây giờ thì bye bye thiệt đây. Bye bye.